Toàn Thắng là xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến toàn thể quý khách hàng một chiếc tủ cổng bằng gỗ hương đá của Nam Phi, được đồ gỗ Thành Lân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình một anh khách hàng ở tại Kiên Giang, ở tỉnh Kiên Giang. Anh đã đặt hàng đồ gỗ Thành Lân chiếc tủ cổng này. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình anh khách ở Kiên Giang. Hôm trước thì xong mộc thì chúng tôi cũng đã quay phim và chụp ảnh gửi cho anh, và anh rất ưng ý và phấn khởi với cái kiểu dáng và mẫu mã của chúng tôi làm cho anh. Thì hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng, chúng tôi cũng quay lại một đoạn video clip để giới thiệu với khách hàng cùng với lại cả gia đình anh khách hàng ở Kiên Giang nói riêng. Đấy. Ở chiếc tủ cổng này chúng tôi làm theo yêu cầu và kích thước của gia đình nhà anh, kích thước có 2m17 thôi. Đấy, cao tầm khoảng 3m. Chiều ngang 2m17 và chiều cao tầm độ khoảng 3m. Đấy, được chúng tôi là hoàn thiện phần BU bóng mờ và cái đường led thì chúng tôi là đục chạm thủ công rất chi là tinh xảo, sắc led, và hàng này là chúng tôi là hàng đặt cho nên nó rất chi là dày dặn, nó không mỏng manh như kiểu hàng chợ. Đấy, dựng cái tủ lên sờ cái tủ nhìn nó rất dày, rất sướng. Đấy, sướng tay luôn. Toàn bộ đây là các sản phẩm được bốn cánh đục tùng cúc trúc mai. Tùng cúc trúc mai. Đấy, và gồm có 5 ngăn kéo và 4 cánh mở. 4 cánh mở. 4 cánh mở. 4 cánh mở. Và 5 ngăn kéo. Và thông tin chi tiết về sản phẩm này, khách vui lòng kết bạn Zalo với Thành Lân chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình: 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Và chúng tôi xin được tạm dừng cái video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo. Và nhân dịp năm mới, Thành Lân xin kính chúc toàn thể quý hàng có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và xin chào các bạn.